Ngày 3 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thực lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Lý, 48 tuổi, trú tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ và Trần Minh Hùng, 65 tuổi, quê thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Hùng và Lý sống chung như vợ chồng tại khu phố Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. Trong thời gian chung sống, Hùng khoe với Lý là mình có năng lực ngoại cảm, có thể xem được vong hồn, hài cốt và trừ tà ma. Nghe vậy, Lý liền đi tìm những căn nhà gần khu vực mình sinh sống rồi chụp ảnh, gọi video cho Hùng xem. Sau khi nghe Hùng phán, Lý liên hệ với những gia đình này thông báo trong nhà có hài cốt cần phải thuê thầy đến trừ tà ma, vong hồn, nếu không gia chủ sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và tán gia bại sản. Trước đó, ngày 1 tháng 11, Lý cùng Hùng và một người khác đến nhà của bà S, 49 tuổi, trú thị xã Phú Mỹ, để thực hiện việc trừ tà ma, trục vong hồn, theo thỏa thuận. Sau khi thực hiện nghi thức mê tín dị đoan, người nhà đưa cho Lý một bọc tiền trong đó có 200 triệu đồng. Khi đối tượng đang đếm tiền, cơ quan công an ập vào bắt giữ Lý cùng tang vật.